sứ đồ Phao-lô và Si-la ca hát trong tù. Kinh Thánh, Công vụ các sứ đồ, đoạn 16. Phao-lô cùng với Si-la đến thành Philip giảng rao tin lành. Một hôm, đuổi quỷ, chữa lành, bị người vu cáo, quan sai đánh đòn, giao cho cai ngục, lại còn bỏ vào ngục tối rồi cùm hai chân. Cho dù đau đớn muôn phần, hai người cầu nguyện vui mừng hát ca. Thình lình động đất xảy ra, rung rinh cả ngục, cửa tù mở toang, xiềng bung xích rớt hoàn toàn, tù nhân ai nấy tay chân dễ dàng. Cai ngục thức dậy hoang mang, tưởng tù nhân trốn, rút gươm ra liền. Phao-lô lên tiếng trước tiên: "Xin đừng tự sát, tôi còn ở đây." Không ngờ gặp chuyện như vậy, mời Phao-lô với Si-la ra ngoài, sắp mình xuống hỏi cả hai: "Để được cứu rỗi làm gì thưa ông? Được cứu chẳng phải nhờ công, nhờ tin điều Chúa đã làm cho ta." Thế là ai nấy trong nhà được nghe về Chúa xuống đời chết thay. Gia đình cai ngục tin ngay, trong đêm hôm ấy nhận liền báp têm, tiệc tùng thết đãi anh em, vui mừng vì cả nhà tin Chúa Trời.